Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của chúng tôi. Chúc các bạn có một ngày mới thật vui vẻ và tràn đầy năng lượng. Và sau đây là nội dung chi tiết của kênh. Mời các bạn cùng chú ý đón xem và theo dõi. Hy hữu anh em cưới chị em sinh đôi, dần màng tò mò, ảnh con của cặp đôi. Việc hai chàng trai song sinh trùng hợp đều quen và cưới được hai cô gái cũng sinh đôi là một sự khá hiếm gặp trong cuộc sống. Không chỉ đám cưới trở thành tâm điểm thu hút dư luận mà con của họ cũng khiến nhiều người tò mò. Vào những năm 2000, anh Nông Văn Mây và Nông Văn Mưa ở Bạc Liêu tình cờ quen được một cặp chị em song sinh ở cùng quê. Không ngờ buổi gặp mặt đó lại chính là cơ duyên giúp họ thành đôi. Sau thời gian gặp gỡ và tiếp xúc, hai anh đều có tình cảm với hai cô gái và quyết định dẫn họ về ra mắt gia đình. Hình ảnh thời bé và khi trưởng thành của anh Nông Văn Mây và anh Nông Văn Mưa. Lúc đầu, người nhà biết hai anh em đều có người yêu thì vui ra mặt. Nhưng khi hay tin đối tượng chính là cặp chị em song sinh thì càng bất ngờ lớn. Bởi chuyện là họ hàng ruột thịt cùng gả về một gia đình thì không quá lạ. Nhưng ở đây, hai cặp sinh đôi lại cùng lúc quen được nhau, thậm chí còn tiến tới hôn nhân là sự kiện xưa nay hiếm có, nên ai cũng ngạc nhiên hết mức. Đám cưới của hai cặp song sinh nổi tiếng khắp thôn. Đám cưới của họ diễn ra cùng ngày vào năm 2008. Tiệc được tổ chức cũng linh đình. Cho đến hiện tại, sau hơn 13 năm về sống chung một mái nhà, hai cặp vợ chồng song sinh này đều có cuộc sống viên mãn, hạnh phúc. Dù ở chung với nhau lâu, nhưng vợ chồng anh Nông Văn Mây và Nông Văn Mưa hiếm khi xảy ra mâu thuẫn, cãi vã. Giữa họ không hề xảy ra việc nhận nhầm, ngay cả người thân trong gia đình cũng không gặp tình trạng này. Hai chị giống nhau như hai giọt nước, chỉ có một số người hàng xóm đôi lúc nhầm lẫn giữa người này sang người kia vì nhìn từ đằng sau, bóng dáng họ giống nhau như đúc. Còn với người mới gặp qua vài lần hay lần đầu chắc chắn sẽ bị lẫn lộn, bởi anh chị đều để cùng một kiểu tóc, có thay đổi cũng là thay đổi giống nhau. Khi đám cưới, đi tiệc, đến việc mặc trang phục cũng là cùng kiểu dáng, màu sắc, khó tránh khiến người khác đau đầu khi vắt óc phân biệt đâu là anh, đâu là em út. Thế này thì đúng là khó phân biệt thật. Sau khi chuyện tình của anh Nông Văn Mây và Nông Văn Mưa được đăng tải lên mạng đã thu hút không ít sự quan tâm của công chúng. Bên cạnh những lời chúc và tỏ ra hiếu kỳ về sự tình cờ độc đáo này, cũng có nhiều người thắc mắc muốn biết hình ảnh con của họ sẽ trông ra sao. Trùng hợp ghê, vậy cũng vui ha. Mấy bé dễ thương ghê, thế này thì đúng là khó phân biệt thật. Chúc gia đình anh chị hạnh phúc. Hai người con đầu đều sinh cùng thời điểm, còn hai người con sau của họ thì sinh cách nhau một tuổi. Ai nhìn vào cũng ngỡ các bé là anh em ruột, nhưng thật ra là anh em họ. Vợ chồng anh Nông Văn Mây và anh Nông Văn Mưa đều sinh con đầu cùng thời điểm. Đến nay các bé cũng đã hơn 10 tuổi. Con của anh Nông Văn Mây là con gái, còn con của anh Nông Văn Mưa là bé trai. Cả hai đứa trẻ đều có những đường nét khá tương tự. Từ nhỏ đã ở cạnh nhau nên lớn lên đều vô cùng thân thiết, đi đâu cũng đi, lắm lúc còn diện đồ giống nhau. Anh Nông Văn Mưa sinh được hai người con trai, anh Nông Văn Mây sinh được hai người con gái. Gia đình hạnh phúc của hai anh em Mây Mưa, dàn nhóc tì sinh đôi nhà sao Việt, đỏ vẻ đáng yêu, cùng sức hút khủng. Chuyện anh em song sinh kết hôn cùng chị em song sinh là việc hy hữu, đôi khi đến cả người trong cuộc cũng bất ngờ trước sự trùng hợp khó tin này. Còn bạn, bạn nghĩ như thế nào về câu chuyện trên? Hãy cùng chia sẻ nhé! Bản tin của chúng tôi đến đây đã kết thúc. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi. Hẹn gặp lại các bạn ở những bản tin tiếp theo.